đi đón em ở trường mẫu giáo, cô gái rung động khi bắt gặp nhan sắc cực phẩm của cậu bé ngồi gần đó. Theo đó, trong lúc đang ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm đứa em của mình đang lạc trong bầy trẻ, thì cô gái vô tình bắt gặp ánh mắt của một cực phẩm giữa một nhóm thành viên của giai cấp nhi đồng đang nhìn mình. Một cậu bé trạc tuổi em trai của cô gái nhưng lại sở hữu nét đẹp vạn người mê, với đôi mắt to tròn sáng long lanh như sao mai buổi sớm, cánh mũi cao thẳng đuột như là cái dọc dừa, da trắng mịn màng như tuyết, mái tóc đen lay láy như gỗ mun, cùng với đôi môi hồng đang chúm chím. Sự chú ý của ta đã va phải vào đôi mắt bồ câu ấy. Cô gái đã phải giật mình trước sắc đẹp trời phú của cậu bé, mà gần như quên luôn nhiệm vụ đi đón em mình. Nhiều chị em sau khi xem qua khoảnh khắc có 102 cũng phải thốt lên trong niềm rung động. Ba mẹ nào mà khéo đẻ thế không biết. Có cô gái còn không kìm được lòng mình mà tuyên bố rằng tầm này rồi thì tuổi tác không còn quan trọng nữa. Hay một số chị em thanh lịch hơn kiểu nhà bé có anh trai không vậy bé ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.